Vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin gửi lời chào tất cả các bác, anh, các chị và tất cả các em, những người yêu thích âm thanh và đam mê ca hát, những người thích tiếng bát và những người yêu giải trầm, có cả bát chung chắc thì mới đủ vẹn toàn một giải tần âm thanh. Vâng, đó là những phương châm đề ra trong tất cả các cấu hình âm thanh để hay, để chọn và để đáp ứng mọi niềm mong đợi và niềm đam mê cho các bác và các anh em. Hôm nay Trung tâm Điện tử Cao Phong lại tiếp tục test chất âm cũng như là giới thiệu đến tất cả các bác, anh, các chị và toàn thể các em những quả súp hơi hàng bãi xịn của B3, mang một cái model rất quen thuộc mà Cao Phong đã cung cấp rất nhiều cho các bác và toàn thể anh đam mê âm thanh trên mọi nẻo đường của đất nước, mang một cái model đó là SIG3B118D, hàng súp bắt hầm và bắt 50, súp hơi bắt 50 của B3, hàng bãi xịn, được thiết kế một cái thân thùng rất đẹp và đẳng cấp cho cái chất âm rất hay, đánh tiếng bát đặc trưng của những dòng loa súp, loa full của B3 nói chung và những quả súp hơi bát 50 của B3 nói riêng. Tiếng bát đánh cực phê, đánh rất sâu và đánh rất gọn, tiếng bát của nó đánh rất gọn và không có đuôi. Đó là đặc trưng của những dòng súp hơi của B3. Các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát đã tìm hiểu rất là kỹ về những quả súp hơi B3 bát 50 này thì các bác đã thừa biết và các bác đã biết được cái giá trị, cái tiếng bát của những dòng súp hơi bát 50 nó đánh rất hay và đánh công suất lớn. Với là dòng bãi xịn của B3 thì có yên tâm là cái công suất cũng như là cái chất âm của nó rất là riêng. Đấy, hình thức đẹp và chất âm hay. Thì hôm nay Cao Phong lại tiếp tục giới thiệu đến các bác, các anh chị và các em những quả súp hơi bát 50, hàng súp hầm, đó, hàng bãi xịn của B3 đang được sở hữu cho một cái thân thùng rất là đẹp. Đây, Cao Phong xin được quay cái model thông số phía đằng sau, các bác cùng ngắm nhìn. Các bác và anh em ngắm nhìn này, model là SIG3B118D B3 3, tem mã số ba vạch đầy đủ và cái cấu hình của em nó là công suất là 500W, có nghĩa là những dòng loa full, những dòng loa súp bãi xịn nó ghi công suất rất là thật, 500W thôi nhưng mà đánh long trời lở đất, từ các bác đánh có thể nói là phá làng phá xóm luôn. Và đánh cái giải tần rất là rộng, giải tần từ 38Hz đến 150Hz, trở kháng 8 ohm và độ nhạy 100dB, độ nhạy tối đa luôn. Đó, trọng lượng thùng là 37kg một thùng, ngõ vào ra bằng rắc nhiêu trích, có nghĩa là rất là đẹp và đẳng cấp cho một quả súp. Đây, hai bên hai lỗ để các bác thò tay vào các bác vận chuyển. Trên đỉnh được thiết kế một cái thùng rất là đẹp, thùng gỗ chống nước và sơn sần, bốn góc đều có bốn cái lỗ khuyết để các bác để chồng lên nhau để các bác đánh theo súp kép, nó không bị trôi. Đó, chồng cái chân này và để với hai tư thế, đây là tư thế để nằm. Đấy, còn các bác có thể để dựng đứng lên, để dựng đứng lên thì nó đều có bốn cái chân ở bên sườn này, các bác có thể dựng lên để tiết kiệm không gian. Đó là cái phạm vi sử dụng cũng như là cái cấu hình để các bác ghép vào nó rất là rộng, và trên đỉnh nó có đều có cái lỗ để các bác cắm cái cọc loa sơn sần rất là đẹp đẳng cấp. Đây, mặt đằng trước đều thiết kế hai lỗ thoát hơi, trên một lỗ thoát hơi và bên dưới này một lỗ thoát hơi, một tem logo của B3 và một cái bát Cao Phong đã tháo sẵn cho các bác cùng anh em đam mê ngắm nhìn cái chất bát của nó rất riêng của B3, riêng của B3, cái từ bát của nó chỉ cần ngắm qua cái là các bác đã biết, chỉ cần liếc qua các bác đã biết là cái chất bát của nó và cái chất của nó là hàng bãi xịn của B3, từ to, từ dày và cái từ khủng 240 đó. Và các cái chân kẹp này nó đều thiết kế bằng đồng xịn hết, bằng ống này các bác này, đó, và thiết kế 6 cái gông, 6 cái xương gông này rất là to, dày và chắc chắn. Màng bát rất đẹp, các bác đang ngắm nhìn này, màng bát nó làm rất là đẹp đặc trưng, côn từ nhện và zin đét luôn đó, zin đét là hơi tối tí nhưng mà các bác yên tâm, Cao Phong sẽ bao zin cho bác. Và màng bát phía bên trong này còn nguyên chất bãi, nguyên chất bụi tây luôn, về Cao Phong chưa có làm gì cả, chưa vệ sinh. Vệ sinh xong thì các bác biết là nó đẹp lử luôn. Và đặc trưng này, các bác nhìn này, gân vải xếp keo dầu, màng sóng, màng bát rất là nhiều sóng, nón lồi. Đấy, nhìn cái chất bát là các bác biết là nó quá chất rồi. Đó, rất là đẹp. Từ 240, từ một cái từ khủng. Tiếng bát của dòng này công suất của nó 500W nhưng mà nó đánh dã man đó các bác, đánh dã man luôn. Đó, và toàn bộ các bác nhìn này, phía bên trong các bác tháo sẵn cho các bác này cái nắp. Đến phía bên trong toàn bộ là bông tiêu âm lồng chuột hết. Nó rất là nhiều bông tiêu âm. Cái bông tiêu âm này nó nhiều thì cái cho cái tiếng bát của nó bao giờ cũng rất là hay, kể cả dòng loa full thế các bác yên tâm. Đó, những quả súp hơi bát 50, hàng súp hầm rất đẹp, đẳng cấp và chất lượng, dành cho các bác đam mê âm thanh và yêu ca hát.
khi các bác ghép vào cấu hình âm thanh nó có đủ cả tiếng bát của nó thì nó rất là hay. Đấy, rất là hay. Tiếng bát của nó bổ sung cái giải tần bát của nó, giải tần bát thấp. Nó như một cái gia vị để cho các bác vào cho vào các món ăn. Không thể thiếu được trong các cấu hình âm thanh. Nhiều bác có tâm sự cũng như là có hỏi là tôi mua những cặp loa full hay nhưng có cần phải súp không, thì trả lời luôn cho các bác là vẫn rất cần những quả súp, bởi vì loa full hay đến đâu hay và giá trị đến đâu giá trị, nhưng mà loa full không thể thay thế được cái giải tần bát của những quả súp hơi hoặc là súp điện đó. Thì các bác đang sở hữu những chiếc đẩy 3 kênh 4 kênh thì đây là một giải pháp, là một cái lý tưởng cho các bác để các bác lựa chọn những quả súp hơi bát 50 hàng bãi xịn của B3 model X3B118D. Các phòng lại tiếp tục về hàng để giới thiệu đến các bác và cả anh em. Các phòng muốn ngắm cái từ cái bát này mãi các bác. Bát của nó rất là khủng. Bát này nó dao động trên 13 kg, rất là nặng. Bát 50 từ của nó, cái sắt từ của nó rất là dày, rất là dày các bác này. Đấy, từ đã to này, sắt kẹp từ đã to này, nhưng mà rất là dày. Đấy, rất là dày. Tiếng bát của nó đánh gọn, đánh rất gọn, không có đuôi. Cái tiếng bát của thứ nhất nó buông ra cái là nó thu về ngay, xong tiếng bát thứ hai nảy lên là nó ngớt, nó cách nhau. Đấy, các bác hình dung là nó hay là nó như thế. Vâng, thùng vách đẹp, toàn bộ phía bên trong là bông tiêu âm như kia bác nhé, nó giống bông tiêu âm của cái nắp này. Đấy, các bác yên tâm, hàng bãi xịn của nó thì các bác yên tâm cái chất của nó. Sau đây các phòng xin mời các bác tiếp tục nhấn cái volume lên để thưởng thức cái chất âm, cái tiếng bát của những quả súp hơi bát 50 hàng bãi xịn của B3 cùng cao phong cho nó đã cái tai và cùng ngắm nhìn cho nó sướng cái mắt, rất là đẹp. Để ghép vào cấu hình, mọi cấu hình âm thanh từ gia đình đến các bác các kinh doanh, các quán cà phê, quán bar hoặc là các bác đi làm sự kiện đều rất là cần những quả súp hơi như thế này. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ với điện tử Cao Phong số điện thoại 077 22 60096. Điện tử Cao Phong sẽ giao hàng toàn quốc và ship hàng tận nhà cho các bác. Xin cảm ơn các bác và phản ánh nhé. Nhìn phía bên trong qua cái lỗ thoát hơi kìa, toàn bộ là bông tiêu âm, lông chuột hết. Bãi xịn của B3 phải như thế, rất là chất.